Chào các bác, hôm nay lại có một cái cây giới thiệu cho các bác. Các bác cùng ngắm sơ qua xem một cái độ dị biến của nó như thế nào. Đây là một cái cây hạc vĩ. Hạc vĩ cây này là nguồn gốc xuất xứ là ở vùng Tây Bắc. Chẳng rõ thì nó là cái thuộc chính xác tỉnh nào. Bởi vì về cơ bản là những cái cây hạc vĩ này, nhiều khi ví dụ mình mua ở Điện Biên, nhưng mà thực ra là cái người buôn ấy, người ta lại buôn ở Sơn La lên chẳng hạn đấy. Thế nên là rất là khó là xác định chính xác vùng miền. Nhưng mà nó là một cái cây dị biến thì đẹp. Nó là một cây lạ thì em cũng nuôi trồng, sưu tầm và nuôi trồng bảo tồn mấy cái cây này. Nó nằm trong danh sách trồng những cái cây hiếm này để bảo tồn chủ yếu. Đây các anh chị có thể nhìn thấy đây. Cái bông nó rất là dị. Để mà đây những cái bông này thì anh chị nhìn nó rõ hơn. Hoặc như em đây là cũng vặt một cái bông xuống dưới để các bác cùng ngắm và nhìn nó rõ này. Đấy, nói thì là nó mới dễ được. Đây các bác nhìn nhá. Đây là cái thường của nó thì là 5 cánh đúng không ạ? 5 cánh thì đây là cũng có 5 cánh, nhưng mà hai cái cánh ở dưới này. Hai cánh ở dưới này thì nó lại có một cái lớp dạng như là một cái môi hoa nữa. Đúng không ạ? Nó dạng như một cái môi hoa nữa. Trông nó rất là lạ. Nó cũng có những cái vạch tia ở trong và ngoài nó cũng thế. Nhưng cây này được cái thì em thấy là nó chỉ dị thôi, chứ còn để mà dị đẹp thì nó chưa phải là cây dị đẹp. Cây này nó là một cái cây rất là dị. Trong hạc vĩ thì em chỉ gặp duy nhất một cây này là nó nở ổn định trong khoảng từ 5 năm nay. Nhưng mà cái cây này thì nó không phải là cây khỏe, và chăm sóc của nó thì không to được, dài được hàng mét đâu. Nó cứ bé bé xong nó lại còi, xong lại ra ki các thứ thôi, nhân giống. Đấy, chứ nó không được to dài như là những cái cây hạc vĩ Bắc đâu, hay những cây hạc vĩ trắng đâu. Mặc dù cây này nó dạng đột biến, nhưng mà cây này nuôi nó rất là, nuôi sống thì dễ, nhưng mà để mà to mập ấy, thì em chưa nuôi được cây nào to mập. Nó cứ lớn nhàng, xong rồi ra ki, xong rồi thì khi mà nó ra ki nhiều ấy thì cái mầm gốc lại nhỏ. Đấy, thì thân thì nó lại còi, nó chỉ dài tầm khoảng tầm 5 đến 70 cm thôi. Cái này bộ cánh rất là dị đúng không? Nhưng mà nó không nở được. Trong cái bộ sưu tập cây dị đột biến của em thì cây này nó cũng nằm trong đó. Đây, anh chị nhìn như cái bông này thì nó lại tận. Đây này. Đây là hai bông anh chị nhá. Đây, hai bông. Đấy, anh chị nhìn cái môi hoa của nó đấy. Nó chia làm gần như là được 30 hoa. Hạc vĩ cánh bướm. Em ấy gọi là như vậy. Nhưng cũng có thể gọi là cây này là cây ba lưỡi được. Nhưng mà nó cũng không hẳn là ba lưỡi đâu. Nhưng cái sự đột biến này thì em thấy là nó cũng rất là lạ rồi. Ví dụ như cái xước ở trong chẳng hạn này. Cái thứ hai là cái kẻ. Và những cái môi hoa của nó mà nó có rất là nhiều, hay gọi là tơ ấy, những cái tơ ấy. Đây như cái này chẳng hạn này. Đấy, cái tơ nó rất là nhiều. Tơ trắng rất là nhiều. Thì trong cái sự đột biến thì cây này thì nó không thuộc cái dạng đột biến nào cả. Cây này nó là dạng dị, không phải dạng đột biến. Ví dụ như dạng đột biến thì người ta có những cái dạng đột biến như là 5 cánh, đột biến 3 cánh, đột biến màu mắt, đột biến mắt, đột biến mùi hoa. Ví dụ như là 5 cánh trắng này, hay là cây lưỡi trắng này, hay là cây trụ nhụy sạch, còn cả bông tím dạng thế. Nó chưa hẳn được xếp hẳn và đột biến, nhưng mà nó còn dạng lạ. Nhưng còn 5 cánh trắng với cả lưỡi trắng hoặc là trắng tuyền ấy thì đấy gọi là dạng đột biến ăn ba và semi thì là một nửa. Còn cái cây này thì nó không thuộc cái dạng nào cả, nên nó dạng dị biến và khá là đẹp. Môi hoa của nó thì rất nhiều tơ, và ba cái cánh dưới cũng vậy. Đây là ba cánh phân biệt riêng luôn. Là một cây rất là dị. Đấy là các anh chị có thể xem và tham khảo thêm một số những cây cũng dạng dị biến khác để tìm hiểu thêm về các loại dị biến. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn tất cả các anh chị.